Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động nắm và dự báo tình hình, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền, chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng công an phối hợp với các cấp ngành liên quan, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng củng cố nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình tự phòng, tự quản, tự hòa giải và các hình thức tập hợp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp, năm 2024, Bộ Công an có quyết định đưa 18 xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.